Liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và xã Ea Tu tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy Đắk Lắk, các mũi truy bắt gồm lực lượng của Bộ Công an và các lực lượng chức năng địa phương đang khép chặt vòng vây các đối tượng. Tại huyện Chư Quynh, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số, động viên người dân không ra khỏi nhà. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt, báo ngay cho chính quyền địa phương. Đối với những người hy sinh, tử vong và bị thương, tỉnh Đắk Lắk và huyện Chư Quynh đã tổ chức các đoàn thăm viếng, động viên kịp thời và hỗ trợ theo quy định. Chính quyền đã thông báo động viên người dân không nên hoang mang mà làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát 2 công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại.